Tập 1. Hỗn độn chưa phân trời đất loạn, mênh mông mịt mù không thấy người. Muốn biết tạo hóa công lao ra sao, phải xem Tây Du giải trừ tai kiếp. Từ bàn cổ khai mở tam hoàng trị thế, ngũ đề định luận trần gian hiện tại được phân thành tứ đại bộ châu. 1. Đông Thắng Thần Châu. 2. Tây Ngưu Hạ Châu. 3. Nam Thiện Bộ Châu. 4. Bắc Câu Lô Châu. Trong biển có một ngọn núi gọi là Hoa Quả Sơn. Nhờ tạo hóa của trời đất, thiên khí giáng xuống, địa khí dâng lên, thiên địa âm dương giao hòa. Ở trên đỉnh núi Hoa Quả Sơn sinh ra một quả trứng bằng đá. Trải qua mấy ngàn năm nóng lạnh, quả trứng hấp thụ sắc khí trời đất, tinh hoa nhật nguyệt, tiếp nhận lâu dài nên cũng có sự linh hoạt. Bỗng một ngày, sấm chớp đánh xuống liên hồi, rung chuyển trời đất. Quả trứng bằng đá ánh vàng bỗng vui vẻ lăn từ trên đỉnh núi xuống dưới. Là thần thánh phương nào thể hiện sức mạnh thần thông vậy? Truyền Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ. Có tiểu thần. Ngọc Đế, từng thấy chỗ của ánh sáng vàng là vùng đất ngoài biển đông của Đông Thắng Thần Châu, có ngọn núi Hoa Quả Sơn. Trên núi có một hòn đá tiên sinh ra từ trứng, gặp gió quá thành thạch hầu, giờ đang bái khắp bốn phương. Mắt của nó có ánh vàng chiếu khắp muôn nơi. Đợi khoảng một tuần trà nữa, ánh sáng vàng đó sẽ tự nhiên biến mất. Người đi điều tra kỹ xem, đánh sinh chuyện lạ. Ai khanh lo nhiều rồi. Vật dưới trần gian là tinh hoa đất trời tạo thành, chẳng có gì lạ. Có chạy đưa ta đi chơi, đưa ta đi chơi đi nè. Đây là đào, ngươi ăn đi. Đào là cái gì vậy? À, ngon lắm đó, ăn đi. Cắn mặn. Có ngon không? Cắn mặn. Có ngon không? Ngon không? Lóc một thôi. Nước kìa.
nước này từ đâu mà tới, lại muốn chảy đi đâu chứ? Tiểu tử ngươi không hiểu chỗ nào, nước này là từ trên trời rơi xuống, nó chạy xuống dưới chân núi rồi chạy thẳng ra biển lớn. Hey, các con à, có đứa nào có gan lớn, có bản lĩnh đi vào thác nước tìm hiểu mà không làm cơ thể bị thương, ta sẽ tôn đứa đó làm đại vương. Đi. Ngươi thấy sợ rồi sao? Sợ rồi. Xảy ra chuyện gì rồi? Xảy ra chuyện rồi, ta không biết nữa. Không biết nữa. Không đâu ra nữa. Bên trong quá lớn, tạo quá lớn. Thế là sao? Bên trong không chỉ có nước mà còn là một ngôi nhà do trời đất tạo ra đó. Tất cả hãy chuẩn bị thật là nhiều tre trúc. Các huynh đệ hãy cùng ta dạo động nào. Nhìn lên. Dừng lại hết đi. Lời các ngươi đã nói có còn tính hay không? Ngươi nói tính câu nào chứ? Ngươi ngươi lúc nãy nói ai có bản lĩnh vào đây ra ngoài được, cơ thể không bị thương sẽ được tôn làm đại vương. Lời này không phải là ngươi nói hay sao? Ngươi cũng đã gật đầu rồi. Bây giờ ta đã tìm được hang động lớn như vậy, các ngươi còn không bái ta làm đại vương sao? Bái hắn làm đại vương. Được, chúng ta bái ngươi làm vương. Vậy ngươi muốn làm vương gì? Vương gì vậy?
có những loại dương gì? Có ma dương, dương yêu dương, quỷ dương, nhân dương, thú dương, còn có rất nhiều dương nữa. Nè, các ngươi nói ta nên làm dương gì đây chứ? Hầu dương. Hầu dương. Các người là khỉ, ta cũng là khỉ. Hầu dương, ta là hầu dương của các ngươi ha. Được, 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 được. Đại dương, tôi là hầu dương, nhưng cần một danh xưng, chỉ gọi Mỹ hầu dương đi. Được, 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 Mỹ hầu dương, Mỹ hầu dương, Mỹ hầu dương. Không xong rồi, không xong rồi. Khỉ con uống nhiều rượu trái cây quá cho nên té xuống sân động. Chết rồi. Sao vậy? Chết rồi sao? Chết rồi. Cái gì là chết vậy? Chết chính là không quay về được nữa. Không quay lại được nữa, tại sao vậy? Nó chết rồi. Chết là cái gì vậy? Chết chính là không quay về được nữa. Chúng ta không gặp lại nó nữa. Nhưng mà như thế nào gọi là chết? Đại dương, chết chính là nhắm chặt mắt lại, không thể nhìn thấy thế giới này. Cơ thể sau đó qua thành thổ nhưỡng, rồi trở thành nước và trở thành đất. Con khỉ nhỏ chút xíu vẫn còn rất nhỏ, nó rất nhỏ mà. Đúng là đáng thương quá đi. Tới đây đại dương. Nào, ngồi xuống, ngồi xuống. Ta nói cho người nghe. Đại dương, khỉ con tuy là đáng thương, nhưng so với nó, ta sống tới trăm năm, hơn trăm năm cũng coi như thọ tinh rồi. Người nói là sống tới trăm năm à? Vậy tại sao nó lại chết? Sinh mệnh vô thường, bất luận già trẻ cũng có bất trắc, cũng sẽ chết thôi. Cũng sẽ chết à? Ta không muốn, ta không muốn nó chết đâu. Ta không muốn các người chết. Các người đều không được. Người chưa hài lòng sao? Còn ta, ngày nào cũng vui, có núi có nước, có ăn có uống, tự do tự tại, chỉ lo hưởng phúc thôi, cần gì tự mình chuốc phiền não. Ngươi ngu muội lắm. Ngươi cũng ngu muội luôn, tất cả đều ngu muội. Đại dương, bây giờ tuy là ta đang sống rất vui vẻ, cũng không biết kéo dài được bao lâu. Một mai già cỗi chết đi. Vậy thì làm sao mà tốt được chứ? Đại dương à, sớm muộn chúng ta cũng phải giống như khỉ con thôi, sẽ chết, sẽ rời khỏi thế gian này. Đại dương không cần đau lòng, vui vẻ khó mà kéo dài, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Đại dương, nếu như có tư tưởng này thì gọi là suy tính sâu xa. Bây giờ ở trong tứ hải chỉ có ba loại tiên nhân không thuộc sự cai quản của Diêm Vương. Là ba loại nào? Phật, tiên, thần. Ba loại này được luân hồi, bất sinh bất diệt, thọ ngang với trời đất. Vậy giờ họ đang ở đâu? Bây giờ ở trong thế giới đại thiên, hoặc là trong tiên sơn cổ động. Các con, ta nhất định sẽ tìm thấy họ, học được phép trường sinh bất lão. Tranh giành đoạt lợi khi nào dứt, dậy sớm thức khuya không tự do, cưỡi la nhưng lòng nghĩ tuấn mã, là tể tướng lại ngóng hầu dương, chỉ lo cơm áo bận ngược xuôi. Thần tiên, thần tiên, thần tiên, người đang ở đâu? Xem cờ quên giấc, đốn củi
chan chát. Mây bên miệng cất trôi chậm. Bán rượu ngoài chợ cười gian điên cuồng. Nói cái gì vậy hả? Một câu nghe cũng không hiểu được. Đêm thu trời cao, gốc tùng ngắm trăng. Vừa tỉnh trời sáng. Vừa tỉnh trời sáng. Quyền bí lợi hại, chắc là thần tiên rồi. Lão thần tiên thì đã trốn ở đây. Lão thần không tiên. Không dám nhận. Ngươi dụng về cơm áo không đủ, sao dám nhận hai chữ thần tiên? Ngươi không phải thần tiên, sao ngươi lại nói ra những lời của thần tiên hay nói ta chứ? Ta đâu có nói lời thần tiên gì đâu. Ta vừa mới ở trong rừng, nghe người nói mấy đoạn, đông một cây búa, tây một cây gậy, lời không rõ lắm, thật sự ta không hiểu gì hết. Thần tiên nói chuyện toàn là quyền diệu như vậy. Người không phải thần tiên thì còn là ai nữa đây? Thật sự không có giấu ngươi, bài này tên là Mãn Đình Phương, đúng là do một vị thần tiên dạy ra. Vị đó và ta là hàng xóm, ông ấy thấy ta phiền não nên dạy ta bài này. Đó là thường xuyên hát thì không còn phiền não. Lúc nãy ta tùy tiện hát thôi, không ngờ ngươi lại nghe thấy được. Vậy đại ca, vị thần tiên đó hiện giờ đang ở đâu vậy? Ngọn núi đó tên là Linh Đại Phương. Trong núi có động Tà Nguyệt Tam Tinh. Trong động đó có một vị thần tiên gọi là Tu Bồ Đề Sư Tổ. Sư phụ đúng là hồ đồ rồi, làm gì có ai ở đây chứ? Là người nào vậy, dám tới đây quấy rối? Ta tới để xin học phép tiền, ta không có quấy rối. Người đúng là kỳ lạ, sư phụ nhà ta đang thuyết pháp giảng đạo, còn chưa nói ra duyên cớ, đã kêu ta ra mở cửa. Người mà sư phụ nói chắc là ngươi rồi. Là ta, chính là ta đây. Được, mau đi theo ta. Đúng là không giống người thường. Nè, Tiểu Tiên Đồng. Hả? Tiểu Tiên Đồng à? Sư phụ của người có phải là Tu Bồ Đề Sư Tổ không? Đúng vậy. Khoan đã. Ta nghe nói là đồ đệ của Tu Bồ Đề Sư Tổ nhiều không đếm xuể, hiện có 30-40 người đang tu hành. Có phải là thật vậy không? Đúng vậy. Vậy ngươi cũng là đồ đệ hả? Đương nhiên là vậy rồi. Vậy sau này chúng ta là huynh đệ đồng môn rồi. Ai là huynh đệ với ngươi chứ? Không phải hả? Ngươi xem coi, ngươi nhập môn sớm hơn ta, sau này ngươi chính là sư huynh của ta. Sư phụ, đệ tử Thành Tâm ra mắt. Người đến từ phương nào vậy? Nhà ngươi ở đâu? Danh tính là gì? Cứ nói cho rõ ràng, bái sư cũng chưa muộn. Đệ tử ở Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn, Ngạo Lai Quốc, Đông Thắng Thần Châu. Nói năng lung tung, đuổi ra ngoài. Sư phụ, đệ tử đều nói là sự thật, không nói dối một lời. Nếu lời ngươi là thật, sao lại nói nhà ở Đông Thắng Thần Châu chứ? Từ chỗ đó đi tới chỗ của ta phải vượt hai biển lớn, còn qua Nam Thiện Bộ Châu sao có thể tới được đây vậy? Sư phụ, người có điều chưa biết đó thôi. Đệ tử vì học nghệ phiêu bạt biển lớn mười mấy năm, đi khắp nơi mới tới được đây đó. Nếu đã lặn lội tới đây được rồi, ngươi tên họ gì? Hả? Đệ tử không có cha mẹ, cũng không biết tên họ là gì. Chỉ có nhớ được là ở đỉnh Hoa Quả Sơn có một hòn đá thật lớn, năm đó đá bể ra nên đệ tử được sinh ra. Nói như vậy, ngươi thật sự là do trời đất tạo thành rồi. Vậy ngươi đứng lên đi lại cho ta xem thử. Được. Thân thể ngươi thô kệch, nhìn rất giống loài khỉ ăn quả thông. Ta dựa vào đặc điểm này cho ngươi một họ, gọi ngươi họ Tôn, ngươi thấy có được không?
Được, đệ tử hôm nay đã có họa rồi. Sư phụ à, mặc dù đệ tử đã có họa rồi, nhưng mà xin sư phụ hãy ban cho đệ tử một cái tên đi. À, tên hả? Trong chúng ta có 12 chữ. 12 chữ nào vậy? Đó là Quảng Đại Trí Tuệ Chân Như Tính Hải Vĩnh Ngộ Viên Giác. 12 chữ. Vừa hay ngươi thích hợp với chữ ngộ này, vậy ta gọi ngươi là Tôn Ngộ Không được không? Hả? Được, Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không hay lắm. Ta đã có tên rồi. Ta là Tôn Ngộ Không. Nè con khỉ kia, ta không mau đa tạ sư phụ ta đi. Đệ tử Tôn Ngộ Không khấu đầu với sư phụ. Đa tạ sư phụ. Được rồi. Các con đưa hắn ra ngoài đi. Dạy cho khuôn phép lễ nghĩa. Dạ. Gọi là thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Trên đời này cần làm nhiều việc thiện, việc tốt, đừng làm việc xấu, việc ác. Bởi vì Ngộ Không còn không chăm chú nghe giảng, lại còn khoa chân múa tay để làm cái gì vậy? Sư phụ, tâm của đệ tử thành tâm nghe giảng, nghe tới chỗ sư phụ giảng có chỗ kỳ diệu, tự nhiên qua chân múa tay, xin sư phụ tha tội. Con biết được chỗ kỳ diệu, vậy ta hỏi con, con tới động này đã bao lâu rồi? Hả? Con quên rồi. Con khỉ nghịch ngợm như con đúng là loại ngu si mà. Con ngu si như vậy còn muốn học đạo gì đây? Thật ra chính vì đệ tử ngu si nên mới theo sư phụ để học đạo của người đó. Vậy con muốn học đạo gì? Sư phụ dạy cái gì thì đệ tử học cái đó. Trong đạo môn này có tới 360 môn. Môn nào cũng thành chánh quả, không biết con muốn học môn nào? Nghe theo ý sư tôn, đệ tử nhất định là nghe theo ý của người. Ta sẽ dạy con đạo trong thuật tự môn, thế sao? Vậy có thể trường sinh được không? Không thể. Không học. Nếu là như vậy thì dạy con đạo trong lưu tự môn còn thấy sao? Nhưng có thể trường sinh không sư phụ? Học đạo môn này không thể trường sinh được. Không học. Con khỉ to gan nhà ngươi. Lên đây. Sư phụ. Con khỉ nhà ngươi, lúc đầu nói nghe lời dạy của sư tôn, nhưng mà cho tới bây giờ cái này không học, cái kia cũng không, rốt cuộc là muốn cái gì? Sư phụ. Con khỉ nhà ngươi còn cười nữa, mau đi thỉnh tội với sư phụ đi. Mời sư phụ ra đi. Phải đó, đúng rồi, đúng đó. Sư phụ giận ngươi đó. Mau đi thỉnh tội với sư phụ. Ngươi chỉ còn cách xuống núi thôi. Right?
sư phụ quả nhiên là muốn truyền đạo cho ta. Khó. Đạo nhất quyền, mạt bả kim đan tác đẳng nhạc, bất ngộ chi nhân tuyền diệu quyết, không ngôn khẩu khôn thiệt thủ can. Sư phụ, đệ tử ở đây rồi, quy được một lúc rồi. Con không ngủ ở chỗ của mình mà lại tới chỗ của ta làm gì hả? Sư phụ, hôm qua người ở trên đàn trước mặt mọi người gọi đệ tử canh ba tới đây vào cửa sau để truyền đạo cho đệ tử. Do đó đệ tử mới bạo gan tới đây để quỳ bái sư phụ. Người cũng thông minh đó. Dạ. Sư phụ, ở đây đều không có người, chỉ có một mình đệ tử thôi. Mong sư phụ hãy từ bi, có thể truyền cho con môn đạo trường sinh, đệ tử sẽ mãi không bao giờ quên ơn người. Người đã có duyên, ta cũng rất hoan hỷ. Người đã tới đây, ta truyền cho người đạo trường sinh vậy. Đa tạ sư phụ. Đa tạ sư phụ. Sư phụ, con đã tu luyện tới đâu rồi? Nhờ công sư phụ dạy dỗ, đệ tử đạt chút thành quả, có thể bay lên hạ xuống được rồi. Được. Con hãy bay thử cho ta xem đi. Phải rồi. Bay đi. Sư phụ, vậy bây giờ con bay nha. Bay đi. Bay thì được, bay rồi, bay rồi, bay rồi. Là bản đỉnh rồi. Phải đó. Đúng là bản đỉnh thiệt. Hay quá. Sư phụ, đây chính là bay lên đằng dân rồi. Vậy chưa thể xem là đằng dân, chỉ tính là leo lên mây mà thôi. Từ ngày xưa, thần tiên sáng du Bắc Hải, chiều thương ngộ. Nếu con đi nửa ngày, chưa tới được 3 dặm, vậy leo mây cũng chưa tính tới được. Sư phụ, xin sư phụ tự bi, đem cách đặng dân một ngày bay 4 biển, truyền cho đệ tử đi. Được. Phàm chư tiên đặng dân mà không bị ngã xuống, con không làm được vậy đâu. Ta thấy con chỉ là kéo qua một bên rồi mới leo lên. Bây giờ ta sẽ truyền cho con tư thế này là cân đẩu dân. Một lần cân đẩu dân sẽ đi được 18.000 dặm. Lợi hại vậy sao?
Ngộ không. Ê, ngày trước sư phụ truyền cho ngươi phép tam tai biến hóa, ngươi có biết không? Hả? Không giấu gì huynh, những gì sư phụ dạy ta đều làm được hết. Vậy được á, vậy ngươi biểu diễn đi, để chúng ta xem thử có được không. Đúng vậy, biểu diễn cho chúng tôi xem thử đi. Không được. Không nên khoe khoang, không nên. Ê, Ngộ Không, có gì mà khoe khoang, bọn ta chỉ muốn xem thử thôi mà. Phải đó, chúng ta đi theo sư phụ lâu như vậy rồi, còn chưa thấy qua, có phải không? Đúng rồi, làm lần đi. Sao vậy? Là ta nói. Làm lần thôi. Là huynh nói đó nghe. Làm lần thôi. Được, lần này các huynh bắt ta biến đó nghe. Phải, biến đi, đúng rồi, biến cái đi. Một lần thôi đi, nhanh lên. Làm thử đi. Không biến. Ngộ không. Biến cái đi mà. Biến đi. Không biến đi. Được rồi, vậy ta biết đây. Bay cao nữa. Biến đi. Ta biết nha. Biến đi. Hả? Ai ở đây mà gây ồn ào vậy? Không, người qua đây. Dạ sư phụ. Người đang giở trò gì vậy? Biến thành cây tùng gì? Di sư dạy công phu cho ngươi, nhưng kêu ngươi khoe khoang ở trước người khác hay sao? Sư phụ, con biết sai rồi. Thấy người khác có chút bản lĩnh, ngươi có xin người ta không? Người ta thấy ngươi có, tất nhiên là xin ngươi. Ngươi sợ gây họa nhưng vẫn muốn truyền. Nếu như không truyền, tất nhiên thêm hại. Tính mạng của ngươi cũng không bảo toàn. Sư phụ nói vậy chứ phải. Đệ tử đã biết sai rồi. Ta cũng không trách tội ngươi. Ngươi đi đi. Đa tạ sư phụ. Sư phụ, người muốn đuổi con khỏi sư môn sao? Nếu muốn bớt chuyện thì con mau đi đi. Sư phụ, đệ tử thật sự đã biết sai rồi, xin sư phụ tha tội cho đệ tử lần này. Xin sư phụ tha cho. Sư phụ, tam tinh động chính là nhà của Ngộ Không. Sư phụ kêu con bây giờ phải đi đâu đây? Từ nơi nào đến thì về nơi đó đi. Sư phụ. Người mau về đi, bảo toàn tính mạng. Nếu còn ở đây, tuyệt nhiên không thể. Sư phụ, nếu như sư phụ đã quyết tâm như vậy, vậy thì đệ tử tuân mệnh là được. Sư phụ. Ngộ không. Các vị sư huynh, xin cáo từ. Các huynh phải thay Ngộ Không chăm sóc cho sư phụ thật tốt. Ngươi khoan đi đã. Sư phụ, con biết mà, sư phụ không bao giờ muốn đuổi con đi, có phải không? Một khi ngươi đi, sinh tính bất lương. Nếu như người gây ra tai họa, không được phép nói là đệ tử của ta. Nếu như người nói ra nửa chữ, ta lập tức sẽ biết. Tới lúc đó, ta sẽ lột da của người,
tróc thịt của ngươi, rồi nhốt hồn phách của ngươi ở lại cửu u, cho ngươi giả kiếp không được chuyển thế. Ngươi nghe rõ những điều ta nói chưa? Sư phụ, đệ tử hiểu rồi. Cho dù ở đâu đi nữa, đệ tử tuyệt đối không dám nhắc tên tuổi của sư phụ. Người ta có hỏi, đệ tử chỉ nói bản lĩnh của đệ tử là do tự học được thôi. Sư phụ, đệ tử cáo từ. Còn không mau đi. Ai đánh ta vậy? Hả? Con sẽ không quay về. Về rồi đây. Lại chơi trò mèo đuổi chuột chứ gì? Ra đây đi. Ta đã về rồi đây. Các con, ta đã về rồi đây. Đại dương các người đã về rồi đây. Mau ra đây. Xem lão tôn ta đã về rồi. Các con mau ra đây. Ta về rồi đây. Mau ra đây hết đi. Anh mau nhìn kìa, là Đại Dương người thật sự về rồi. Phải. Các con à, mau tới gặp Đại Dương đi. Đại Dương, người cũng thật vô tâm. Người đi lâu như vậy, có phải quên hết mọi người rồi hay không? Người nói cái gì vậy chứ? Không quên. Không quên đâu. Đại Dương. Đại Dương đúng là võ nghệ, võ phép thần thông, đánh bại Đại Ma Dương rồi. Đại Dương sao lại học được thần thông vậy? Ta năm đó xuống núi qua đèo, trôi theo dòng chảy, trôi giặc Đại Dương tới Nam Thiện Bộ Châu. Sau đó ta học dáng vẻ con người, và sau nữa ta dân du nhiều năm. Ta hả đi tìm thần tiên, nhưng mà chưa gặp được thần tiên. Sau đó lão tôn ta lại tới Tây Ngưu Hạ Châu. Đại Dương, người gặp được thần tiên rồi hả? Lão tôn chính là Đại Dương phải không? Không sai. Chính là nói ta, lão tôn ta nằm mơ gặp được một vị lão tổ. Không được nói là đệ tử của ta. Nếu như ngươi nói ra nửa chữ, ta lập tức sẽ biết, cho ngươi vạn kiếp không được chuyển thế. Nè, các con, phép thần thông của lão tôn đều đã học được từ trong giấc mơ đó.